Hello À, everybody. xin chào tất cả các anh em. Hôm nay thì mình đã quay trở lại. Before À, hôm trước thì Mr. Quyết bên mình Quyết có làm already một cái clip và introduced giới the thiệu new cái modern súng Wider One. này mới về rồi. Đây, hiện tại ở đây là mình đã có cái súng ở đây. Cái hộp đây và cây súng đang đây rồi. This Súng nó modern hiện tại is bây giờ là Wider súng One 101 15 Nevada người ta đã làm. H2. Thì hiện tại là nó sẽ ra cái cây thứ nhất là cây Wider 1 này. Và sắp tới là những cái model tiếp theo Next nó sẽ time, chuyển sang thành Kiwami 1. the modern Ở đây nó có for những cây là refurbished car và cây Wider will 1 change to 152G. Kiwami. Nó tương đương với cây W101 152G ngày xưa ấy. Thì hiện tại là trong cái hộp súng của cái cây súng mới này nó sẽ Now có the những new cái modern Wider One have a những cái súng no mới thì hiện panic tại nó đang không có bát lít. Thì hôm nay mình sẽ include. làm cái clip này. Mình sẽ thử tháo mở tung cái Today cây súng này cho mọi we người xem này. assembly and Mình nhìn gần này. disassembly Đây là this gun. WF à là Wider 1 15H2. Đó, mình sẽ tháo tung nó ra We để xem là will open everything. ngoài cái việc ngoại hình thay đổi thì các cái chi tiết bên trong nó có gì thay đổi không nhé. Đây, ta cho gần vào đây. Đấy. Ở đây There là are cây súng some này. tools to open Đây, bỏ hết this ra ngoài. gun. Đây là cây súng này. Để tháo mở cây này thì mình cũng giống như cây W101 thôi. The Ở lê đầu trồng số 17 này. Air tool, Ở lê số the 17. tool, the same Hiện with tại là công the ty tool mình đã to có open the cái này nhé. Cái cần lê này là cái cần 1W101. dùng để tháo mở This cây tool made by W101 Tyson. 400 và như cái mẫu mới này là Wider 1 này. Cái này là bình thường hãng sẽ không có đâu. Nhưng mà bên mình đang đặt về vài trăm This bộ. is a gift free for Để nhiều anh customer. em lúc mà cần cũng không có để sử dụng. Thì đây, mình giới thiệu luôn nhé. Cây này giờ chúng ta sẽ Now mở cây we từng phần một này. did Đầu assembly tiên là đây, mở cái này trước đi. step by step. Thứ tự này. Cái núm xoay. Cái này thì hơi khác cái cũ một chút này. Cái họa tiết cái này thì nó thưa hơn. Răng nó thưa hơn. It's the, Cái have a, sau something này, cái different. mặt sau này thì ngày trước nó có đánh số 1, 2, 3, 4 nó nhiều khứa nhưng bây giờ nó chỉ còn một đường thôi. Có vẻ nhìn nó cũng Before you have a number cũng không có gì ảnh hưởng gì lắm. 1, 2, 3, Cái lò xo này, 4, now cái have lò xo not. này kim này, This is spring. nó Spring có một cái mảnh nhựa. have the white plastic. Nhựa này chắc là để có tác dụng là ấn Before nút have not white plastic. khi mà anh em mình xoáy, cái phần này nó sẽ tì vào cái đây. It took with Nhựa the ở bên trong này, control fluid và nó không có and tiếng kêu quạt kẹt quạt kẹt. it make more smooth and no noisy. Tiếp theo là sẽ đến là cái kim này. This is flute needle. Cái kim mới này. Nó cũng chẳng have có a nhiều hole việc là nó có thêm cái mũ ở in đuôi này. Chắc flute là needle. lúc mà cầm vào rút ra nó sẽ dễ dàng hơn. And cái it write khác này. One three wider one. 0013 Before write ngày trước. One 01 ngày xưa. 0013 Rồi. Now cái we open the access. Access. Right. Trước đây nó là Wider 1 H2 thì bây giờ nó trở thành H2. Wider 1 H2. And have a thêm cả logo Anacota. I put here. And now I open the flute. Cái bec này thì như mình đã hướng dẫn nozzle. Tháo cái bec này nhiều lần rồi. Là mình sẽ phải tháo cái lê đầu trong. We have to open by spanner. Chứ không được tháo bằng cái Not bec. Use the tháo bằng cái bec này mà chẳng may nó tuột một phát. We use the circle. Cái bec của mình đi. Tháo bằng đầu này nhé. Put. Đặt xuống này. Keep and open carefully. Hai ngón tay này giữ vào đây nếu mà chưa quen này. Giữ vào đây để cho nó khỏi chuột ra. Ok. Already open. Rồi. Nhẹ nhàng cái là ra thôi. Đây. This is a đầu bec của flute. À của White. Nuzo. Quen mồm. Cái bec này bây giờ nó có thêm cái nó khắc cái logo này. It's right W1. Ngày xưa nó sẽ khắc là W101. 15. Xong khắc lỗ full này, đúng rồi, 1.5. And logo. Khắc lỗ full như này, nhưng bây giờ nó có thêm cái logo này. Về cơ bản thì cái bec này chắc là cũng giống như vậy, không có gì khác cả. Old nozzle and new nozzle, the same. Vẫn như vậy. Giờ mình tháo cái gì nhỉ? À, tháo bây giờ mình sẽ
Now I open the needle packing set by spanner. Spanner and I'm a number 10. The same with the W101. Inside the white plastic have many O-ring. I remember have four O-ring inside. Cái này nó chống chịu được hóa chất chứ cái loại răng cao su bình thường thì vài hôm nó hỏng ngay. It's very good. Can you with the chemist? Cái chỉnh trụ xe đi. Now I open the flute. Yeah. Other guys. Giống như cũ là tháo ra phát. À, cái oh no, I open the. Trong này nó có vẻ khoét rộng hơn. Control the pattern adjustment. Có vẻ là nó khoét rộng hơn. Inside cái lỗ nó bigger. Đấy, mà cái vị trí đấy, cái chỗ dưới này này. Very easy to look inside. Từ dưới kia đi lên. Before smaller. Không có tí kèo nào luôn. Lát nữa mình sẽ chụp cái ảnh cho anh em xem. Bigger. Tròn, khuyết tròn to rộng hơn. It's trên này thì cũng tương bigger and tháo tiếp cái này dưới này ra. Circle. Now open the air. À. Air adjust test. Cái này có vẻ cái before cái the head xưa là cái đầu nó longer. Now not longer. Bây giờ nó lại dạng bè bè vậy. Now small. Kim loại chứ không có nhựa như cái cũ, như là cái hàng nhái. Đây cái đường hơi vào bây giờ nó cũng làm lỗ to đùng. The hole bigger than the old modern W101. Giờ cái lỗ to đùng, lát đã chụp ảnh nhìn rõ. So với cái cũ là có vẻ đường khí bây giờ các ông này. The air now không bigger, not không tiết kiệm set mà đục khoét đều là to hơn, rộng hơn hết à. Than before. Okay. Nhìn xiết được cả vào trong này. Before. Trời ạ. Very small. Cái này đẹp đẹp nhìn như cái đĩa vậy. Bây giờ sẽ là đến cái đây, tháo cái. Now I open the flute. Rất guys. Cái lỗi là cái vị trí đấy nó hỏng dẫn đến xì khí ở đầu này. This spare part very important. Cái này có khác. And có different the old modern. Cái con ốc này. Cái gen đây nó đã khác rồi này. Có vẻ gen dày hơn này. It thicker. Cái bản thân cái răng này nhìn nó cũng hơi khác so với cái cũ. So now cannot change this spare part with the old spare part. Ngày xưa nó là một cái cụm nhìn nó thun thun, nó nhọn nhọn về đằng trước, nhưng bây giờ nhìn nó tù hơn. Cái chi tiết này không biết là cái hai cái có thay lẫn với nhau được không chứ? Sometimes this spare part of old modern have a problem. Cái này thì chắc là this new spare part. I think it's been better. Như thế này thì có lẽ là nó sẽ không bị lỗi nhiều như cái ngày xưa đâu. Mình nhìn cái phần nhựa này là nó có vẻ nó sẽ kín đấy, kín chắc hơn cái kia nhiều đấy, chứ nó không giống cái kia, nó là nhiều những cái mảnh mỏng mỏng nó pì vào nhau. Cái này thì không, cái này là cả một cái ống dài trắng này luôn này. It's very, very long. Thì nó sẽ có lẽ là nó sẽ không bị lỗi nhiều như cái kia nữa. And I feel more strong. Spring. So này. À, đây, còn. And this spare parts made by copper different. Thun về phía trước cơ, nhìn nó buồn cười lắm cơ. Là con này nó khác.
nó cũng là cái kiểu van đồng như này, toàn Istin Evan như cái hàng nhái là nhiều con nó sẽ có cái phần but different sẽ ăn được cái phần with the old model cao su hoặc là răng rất lung tung ở đây để cho nó kín, mà cái này hàng hãng là nó nguyên một mảnh đồng như này luôn. Con này là nó hơi khác với con W01 cũ này. Tiếp đến cái phần trong là mình sẽ phải dùng lục giác để tháo. Now I open the accessory inside. Cái này chắc là không có gì thay đổi lắm. This is Evan and Evan spring. Cũng khác này. Con này ngày xưa cái chỗ này nó răng nó ở đây chứ nhỉ? Ngày xưa răng nó ở đây cơ mà. Bây giờ răng nó lên trên này. This Peppa's con Evan Cissus. Mà răng nó răng đen, bây giờ là răng trắng này. Nó cũng có một cái thanh này, cái này có vẻ dài hơn cái cũ. It feel longer than old modern. Về cơ bản kết cấu thì nó tương tự nhưng mà nó làm hơi khác đi một tí các cái. The hole is bigger than. Ngày xưa là cái con này nó khoét nhỏ dân âu một đần một nửa như này, những cái lỗ này chỉ bằng một nửa như này thôi, giờ nó làm to hơn nhiều này. Trên tài liệu của hãng nó cũng bảo là cái này nó làm cắt lỗ to hơn để cái đường khí nó đi lên trên nó thông suốt hơn. Đây con này sẽ ăn vào đây, ăn hẳn vào trong này luôn này, ăn hẳn vào tít trong này. Ngày xưa là nó chỉ đến chỗ này thôi này, là cái chỗ này nó hơi cong cong vào, là cái đầu này hơi cong là nó ôm vào luôn, nó côn vào luôn. Giờ là nó hơi bằng bẹt bẹt như cái đĩa luôn. A little different. Cơ bản là chức năng nó tương tự nhau thôi nhưng mà. But the function not change. Dáng nó hơi khác đi một tí. Tháo cái gì ra nữa đây. Thôi cái cò này thì không tháo nữa nhé. Cái dưới này thôi không tháo nhé, nó cũng chả có gì đâu. Hay có nên tháo thử không nhỉ? Tháo thử một cái nhé. Nó chỉ là. Now I open the air access. Không tháo nữa. Cái này mấy cái vị trí này chỉ là đường này là đường hơi vào này, đây là đường sơn vào này. Cái gen cái thứ nó vẫn như vậy thôi, nó chỉ là đường bắt gen vào để mình bắt thôi. Không có gì đâu. This is a body gun. Cái chất liệu nhôm nó có vẻ nó tốt hơn một chút, sáng bóng hơn. Inside more lỗ clean. Thứ bên trong là cái này nó có vẻ khoét rộng. And feel bright. Rộng hơn rất nhiều so với con W01 ngày xưa đấy. Đấy, nhất là cái phần trên này nhìn rất là rõ này. Ngày xưa con cái phần trên này nó không rộng như này đâu. The most different is the air. Như thế này thì the air hole very big. Lợi vừa có hại. Lợi là chỗ là không. The air will move ít bị hiện tượng là kiểu như là easier. Nó khoét rộng như thế này là đôi khi nó sẽ làm mỏng cái thành của cái thân súng, và đập mạnh là có thể meo mó hoặc là vỡ đấy. Nên anh em dùng cái khẩu mới này là phải để ý nhé. Còn các chi tiết này thì nguyên lý hoạt động nó vẫn y chí đúc thôi, nó chả khác gì KVK101 cả, nó chỉ thay đổi hình dáng một chút để cho các cái vị trí côn nó chắc chắn hơn thôi. Các cái phần côn này có vẻ là ok hơn này, cái răng trắng ở đây này. And this spare part feel more stronger. Cái răng cao su đen ngày xưa kéo phát giãn rỗng này, cái này có vẻ nó lì hơn. Ok, giờ thì tháo ra xong rồi. Có nên tháo cò này ra không nhỉ? Tháo nốt cái cỏ này ra. Có con phe. Now I open the phe. Sticker. Đây cái cỏ súng.
Nhà khác thì có Nothing to change. còn là cái thân không. The same old modern. Nhìn này, nó phép rộng kinh khủng luôn này. So với cái cũng là rộng hơn hẳn luôn. This is a body gun. Là làm cái kiểu ảnh chụp lại cái Now I take the picture and spare parts. Đã mất công tháo nốt hai cái này ra luôn đi. Đây, mình vừa tháo ra. This is a loop nipple. Ngóng sơn vào. Ăn vào đây. Cái này cũng dạng côn này, cái này có vẻ là cũng hơi khác cái trước một chút. Cái bước ren nó ngắn hơn, ít hơn. Và cái đầu côn này thì nó dày hơn. It's more đầu côn này dày hơn, dài hơn. Thicker. Cái này là cái And this is the air nipple. Cũng nhiều cả. Nó vẫn vậy thôi. Giờ làm kiểu ảnh nhỉ. Tung tóe nhé. This is the picture, the tool and spare parts. Rồi, tháo rồi. Now, từng món một. I exactly step by step. Cái này là đường. This is the flute nipple. Cái này tháo bằng cờ lê số 13. Thì ra mình xoáy vào cũng bằng cờ lê số 13. And use the spanner. Chặt côn luôn. Cái này cũng vậy. You by hand and spanner. Next the có súng. Trigger. Súng. Dùng phe hãm để giữ. Tiếp theo là cái lắp cái này trước đi. Mình sẽ phải lắp từ cái này. This is a air van chipset. Van khí mình xem. Là cái cụm van mình khi mà mình bóp cò là mình sẽ đóng This is a air van to open and close air. Next this spare parts. Đầu cụm van này. Mình sẽ lắp cùng với những cái chi tiết này luôn. Assembly with the loop. Thì khi lắp Azut guys nó không bị lệch. Cái này dùng Use the spanner 17 mm spanner. Okay. Rồi. Khi trước khi lắp cái này ta sẽ phải lắp cái gioăng chặn sợi. Before assemble the sẽ phải cho nó đi qua cái kim này để cho nó loop needle. Now I need to use needle packing set. Cái này siết vừa phải thôi nhé, siết chặt quá là nó căng cái kim, là đến lúc mình bóp cò nó kim tụt về sau nhưng mà nó không để lên trước rồi đấy. Move okay. Easy. Rồi. And this is a flute thấy vào này. Nozzle. Use thùng đầu trong. Thùng đầu trong. 17 spanner. Siết. Có thể dùng cái đầu tròng này bên mình tặng kèm khi mua súng hoặc là dùng cái cờ lê đầu Can tròng. Use cả hai cái đều được nhé. One of choose the tool. Rồi, lắp kim. This is spring. Lò xo. Lắp vào đây. Đuôi. Cap set. Rồi. Cuối cùng là còn cái gì đây là air exhaust set. Cái này dùng cờ lê 13 xoáy vào. Use the spanner. Chỉnh This is the chung xoè. Pattern exhaust set. 13 xoáy vào. Control the pattern. Hoàn thành. Okay, everybody. Thing is okay. Đây là cây súng của chúng ta sau khi tháo tung ra và lắp lại. Ok. Thì mình vừa làm clip mà mình đã tháo tung cái cây VK10. Now I already
assembly and disassembly wider one and then what time nói chung là các cái kết cấu của cái the scanner các chi tiết thì nó có một not, cái thay đổi về not the big difference hoạt động rồi là that have a small difference with the old modern thì hệ cái VK 101 thông thường thì anh em mình sau này mà dùng những cây này mình có thể sửa chữa hoặc là tháo lắp thì nó cũng giống như cái VK 101 thôi, không có gì. The old modern and new modern have a many the common so repair very easy. Súngphunson.com hoặc là qua if you need information, visit our website and call by phone with Tyson. Thank you everybody watching our channel.